Ok, xin chào mừng các bạn quay lại với series video hướng dẫn học piano theo phương pháp Method Rose, hay còn gọi là phương pháp hồng của ông Van der Velde. Cái cuốn Method Rose này mình có để dưới description cho bạn nào chưa có, các bạn cứ tải về in ra, mở ra trang 26, 27 thì sẽ là nội dung của cái video này ha. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái bài The Commons, tôi bắt đầu. Mình không biết tiếng Pháp, mình đọc không biết vậy, không biết có đúng không nha, các bạn bỏ qua cho mình nếu mình đọc sai nha. Ok, cái bài này là bài tôi bắt đầu. Cái ông Van der Velde ông yêu cầu mình đờn cái bài này thông thả vừa phải thôi, không có nghĩa là mình phải đờn càng nhanh càng tốt nha các bạn, thông thả vừa phải thôi và đờn ở cái tốc độ mà mình cho rằng nó thông thả, nó vừa phải đối với mình. Bạn các bạn có thể đờn rất nhanh và đối với các bạn như vậy mới là thông thả thì gây không vấn đề. Cái mục tiêu của bài này không phải là đờn càng nhanh càng tốt, bài này là đờn thông thả và vừa phải. Còn mức độ nhanh như thế nào là thông thả và phải đối với các bạn thì các bạn tự xác định đấy, mình không có xác định giùm đâu nha. Ok, bây giờ sẽ là cái phần tay phải của cái bài này. Tay phải thì mình đờn cũng chỉ xoay quanh quẩn các nốt từ đồ tới xón thôi, không có di chuyển tay nữa, các bạn yên tâm. Mình sẽ dùng 5 ngón này để đờn cái phần tay phải. Ok, 2, 3 giờ vô tay phải nè, 2, 3. Rồi, đó là xong cái phần nửa bài của bài 1. Có một cái này nhắc là các bạn cần phải luyện tập nè. Khi đờn các bạn bắt buộc phải dậm nhịp nha. Khi bạn ăn cơm các bạn cũng thở thì khi đờn các bạn bắt buộc phải dậm nhịp nha, không được quên nha. Đó là cái chuyện bắt buộc á. Rồi, okay, bây giờ sẽ là tiếp tục cái phần tiếp theo của bài số 1, phần bắt đầu từ re, mình này mình cho là cái điệp khúc đi ha. Re mi re fa mi re mi do re mi re fa mi do re hai. Rồi, đó là xong cái phần điệp khúc của bài 1. Tiếp theo là cái đoạn cuối của bài 1 này, nó cũng giống như đoạn đầu thôi, không có gì khác. Lại tiếp tục chứ không phải lại 2 3. Đó là xong xong nguyên cái bài, nguyên cái phần tay phải của bài 1. Bây giờ mình sẽ ghép ba phần mà mình mới vừa tách ra hồi nãy, mình đờn lại thành một cái khúc rất là đầy đủ của bài 1 nè các bạn. Làm lại ha, 2 3. Lưu ý phải dậm nhịp nha, nhắc thêm lần nữa đó, 2 3. Đó là xong cái phần tay phải của bài 1. Bây giờ là cái tay trái của bài 1 này. Tay trái thì nó thông thả hơn, đơn giản hơn. Các bạn lưu ý cái tay trái là cái nốt tròn thì sẽ là 4 phách. Nghĩa là bấm nó rồi đếm 2, 3, 4 rồi mới bấm cái nốt tiếp theo nha. Rồi còn cái nốt trắng, cái nốt trắng thì là 2 phách, bấm nó đếm 2 xong rồi mới bấm cái nốt tiếp theo. Còn nốt đen thì là bấm nó là 1 rồi là bấm nốt tiếp theo luôn, khỏi có nghỉ 2 nữa. Ok, bây giờ vô từ đầu bài 1, 2, 3. 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, đô, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, đô, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, đô, 2, son, 2, đô, son, đô, 2, son, 2, 3, 4, đô, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, đô, 2, son, 2, đô, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, đô, 2, son, 2, đô, 2, son, 2, đô, 2, son, 2,
Do, hai, ba, bốn, hết. Đó, đó là nguyên cái phần tay trái của bài 1. Bây giờ sẽ ghép hai tay lại. Kết quả nó sẽ như thế này các bạn. Đối với mình thì tốc độ này là thông thả và vừa phải nha. Còn đối với các bạn tốc độ là bao nhiêu thì thông thả vừa phải thì các bạn tự xác định lấy nha, mình không có xác định giùm nha. Hai, ba, mình sẽ đờn cái bài này ở tốc độ như thế này. Hai, ba. Xong cái bài 1. Cái bài 1 thì ở tốc độ như vậy là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bài những bước chân đầu tiên. Les Premières, họ biết tiếng Pháp thôi không đọc đâu. Những bước chân đầu tiên trang 27. Các bạn cứ lật qua ha. Cái bài này thì người ta kêu là ông Van der Velde ông kêu là đờn rất nhịp nhàng. Thì cái tiết tấu của bài này chắc chắn là nó nhịp nhàng rồi. Mình đừng có đờn bài này nó quá chậm, có thể sẽ đờn ở cùng tốc độ của cái bài ở trang 26 cũng được. Ok, bây giờ sẽ là cái tay phải của bài những bước chân đầu tiên trang 27 ha. Ok, 2 3. Mi do sa re mi do re hai. Mi do fa re mi re do hai. Re fa mi son fa re mi hai. Re fa mi son fa mi re son. Mi do fa re mi do re hai. Mi do fa re mi re do hai hết. Ok, đó là tay phải của bài 2. Bây giờ là tay trái của bài 2. Tay trái của bài 2 thì nó cũng chủ yếu là nốt trắng. Thì cứ mỗi nốt trắng thì các bạn sẽ bấm nó xuống rồi các bạn nghỉ hai rồi bấm nốt tiếp theo, bấm nó là tính một xong rồi đếm hai xong rồi bấm nốt tiếp theo là xong nó ha. Ok, bây giờ sẽ là tay trái của bài 2. Đô hai son hai đô hai son hai đô hai son hai đô son đô hai son hai đô hai son hai đô hai son hai đô hai son hai ba bốn đô hai son hai đô hai son hai đô hai son hai đô son đô hai hết. Ok, đó là tay trái của bài 2. Bây giờ sẽ ghép hai tay lại nè. Các bạn lưu ý phải dầm nhịp nha, nhắc lần thứ ba trong video này đó. Hai ba. Xong luôn cái bài 2 ở trang 27 của cú Method Rose. Cái cú Method Rose này mình có để dưới description cho bạn nào chưa có, các bạn cứ tải về in ra và mở ra trang 26, 27 thì nó sẽ là hai cái bài được hướng dẫn trong video này ha. Ok, chúc các bạn tập hai bài này thành công và nhớ phải tập rất kỹ những bài này nha. Những bài này là những bài căn bản và nó sẽ là nền tảng cho các bạn sau này, các bạn đợt đó cố lên, cố tập nhiều lên, tập càng nhiều càng tốt, không có thừa đâu. Bye bye, see you again.